Mình đây, ngày hôm nay sẽ quay trở lại với chuyên mục đó là review app tài xỉu uy tín, app tài xỉu online uy tín nhất, đáng chơi nhất thời điểm hiện tại. Bởi vì hiện tại là cũng cái bộ môn này nó cũng khá là nhạy cảm anh em. Bộ môn này nó khá là nhạy cảm cho nên là tôi cũng muốn review để chia sẻ cho anh em một chút để anh em tránh anh em nhé, để em tránh cái trường hợp mà thời gian gần đây một số nhà cái, một số app bị bắt đấy anh em, bị bắt đấy. Những cái thông tin đó là những đại lý lớn nhỏ đều bị triệu tập và khả năng cao là những người chơi cũng dính líu vào, cũng sẽ được triệu tập để điều tra. Thật ra thì đấy là cái lời đồn của anh em thôi, tôi không biết là thực hư như thế nào, nhưng mà rõ ràng là những con app đấy là bị bắt rồi anh em. Nó có lên TV là thông tin như thế, còn người chơi thì tôi nghĩ là còn lâu mới điều tra ra hết được, quá nhiều anh em ạ. Bây giờ mà điều tra ra thì chắc là khoảng 2 phần 3 dân số Việt Nam là phải lên hầu tòa rồi, đúng không? Em chơi rất là nhiều và hầu như là ai cũng chơi, đặc biệt là những anh em học sinh, đặc biệt là những anh em học sinh sinh viên đấy, số lượng rất là nhiều. Mặc dù anh em chơi nhỏ thôi, nhiều người thì vốn có tiền thì chơi to, nhưng một số anh em không có thì chơi nhỏ. Đấy, nhưng mà dính líu đến thì gọi là ai cũng như ai thôi, đúng không? Đấy, tôi nói thẳng với anh em luôn, nếu như triệu tập thì sẽ triệu tập hết toàn bộ tất cả những anh em, tầm 2 phần 3 dân số Việt Nam luôn chứ, đúng chưa? Đấy, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận anh em nhé, mình vẫn phải cẩn thận nhé. Tốt nhất là chọn những cái nhà cái tài xỉu nào, những con app tài xỉu nào lượng người chơi đông đấy, lượng cược cao ấy, đấy là nó uy tín, thì chắc chắn là nó phải uy tín thì anh em mới đổ vào cái lượt cược nó lớn, đúng không? Chứ bây giờ như con Zip VIP nhá, tôi nói đơn giản Zip VIP thì nó chưa 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 ấy lắm, nó chưa có dính dáng lắm, nhưng mà cái tổng cược của nó một phiên hiện tại bây giờ sẽ cái tài xỉu ấy nó sẽ rơi vào tầm 250 đến 300 củ đấy. Cái lượng cược như thế là chưa bằng cái anh em đánh tài bên này một phiên luôn. Đây một phiên này, bên này anh em xem này, một phiên thế này là 2 tỷ 7 hay 8 đấy, bên kia thì nó chưa bằng cái số lẻ luôn, mà chưa được nửa cái số lẻ luôn đấy. Thì rõ ràng là mình nên thận trọng với những con app đấy, sớm muộn gì nó cũng sẽ đi thôi. Bởi vì Zip VIP là nó cũng ấy một lần rồi anh em ạ, nó cũng dính một lần rồi, cho nên là mình nên cẩn trọng thì hơn, mình cẩn trọng, mình cẩn thận cho bản thân mình, cho những cái đồng tiền của mình chứ không phải của người khác, nên là sẽ không bao giờ là thừa anh em nhé, cẩn tắc bùa nấy, ok chưa? Thì nói chung là những cái lời đồn như thế thì nói chung có lửa mình có khói thôi anh em, đúng không? Có lửa thì mình có khói thôi đấy, nhưng mà cũng đừng có sợ lắm anh em ạ, đừng có sợ lắm, bình thường thôi. Mình chơi mình chơi kín kín một tí được, mình chơi kín kín một tí là được rồi. Thì cái con app tài xỉu 68 game bài ấy thì nó có một cái hay là nó là một cái nhà cái lớn lớn nhất thời điểm hiện tại các anh em nhé. Tôi chơi là bình thường tôi chơi nhá, tôi chỉ chơi những cái nhà cái lớn thôi đấy, những cái nhà cái nhỏ, những con app tài xỉu nhỏ tôi không chơi, giống như con B52 với Zip VIP này. Lượng cược thì trả được bao nhiêu mà mình đánh tiền to này, mình đánh to đấy, mình đánh lần 10 20 củ thì vào đấy muốn nói cả soi chết mình, đúng không? Mình đánh lần 20 củ, 30 củ, 50 củ, 100 củ thì vào đấy nó soi chết luôn. Mình phải tìm những app nào mà cái lượng cược cao ấy đấy, chơi đỡ bị soi. Bởi vì nhiều anh em đánh như thế, nhiều anh ấy em đánh 19 20 củ như thế này đỡ hơn rất là nhiều. Chứ bây giờ anh em vào dịch tiếp vào đấy, anh em chỉ cần đánh khoảng 10 củ thôi nó rất là lớn rồi, sẽ dễ bị soi rồi, chưa nói gì 20 30 củ, thậm chí là 100 200 củ đâu nhá, đúng không? Rồi ok, thì hôm nay cũng muốn chia sẻ cho anh em một cái vài kinh nghiệm chơi tài xỉu, chơi như thế nào cho nó hợp lý, chơi như thế nào cho nó an toàn, chơi như thế nào để luôn luôn có lãi anh em nhé. Ok, thì kinh nghiệm thì tôi đã chia sẻ khá là nhiều cho anh em rồi, nhưng mà hôm nay vẫn muốn vào chia sẻ thêm một chút kinh nghiệm nữa. 246 tôi sẽ đảo qua cầu 3D này một tí nhé, 246 này. Ok, làm cho cái tài này đi, một củ này. Con 3D này anh em nhìn thấy thôi nhưng mà cầu khá là đẹp. Ui, hai thằng này rất là giống nhau này. Em mày thằng này hai củ luôn. Ăn hai thằng luôn thì ngon này. Thằng ngoài ăn đi. Ui giời ơi, chết thằng ngoài rồi.
Ui chết luôn, hai thằng luôn này, vãi này anh em ơi. Má cay nhờ. Ui một thằng đi đúng cầu, một thằng đi ở đâu, hai thằng đi sai cầu luôn, hai thằng gãy luôn. Ui giống nhau thật sự luôn. Má ơi này. Ui giống nhau thật sự luôn anh em ơi. Nhìn này. Vãi nhờ. 313. 3. Bên này 33. Bên này 34. Ở bên này 34, bên này cũng 34 luôn. Rồi nhá, tôi sẽ xem thằng dưới nó ra gì và tôi đánh nhanh thằng trên luôn này. Tôi xem thằng dưới đánh nhanh, tôi xem cái thằng này nó ra gì và tôi đánh nhanh thằng này luôn. Thử một phát xem thế nào nhá. Thử một phát như thế xem thế nào anh em nhá. Có nên cơm nên cháo gì không đây? Thằng này nó sổ trước này, nó sổ trước, cho nó sổ trước đi. Khả năng cao lắm vẫn nào chịu đấy. Cái gì đây? Ok vẫn chịu thì tôi sẽ tiếp tục đánh tài. 6 củ luôn này. Em này tự tin luôn. Ui ui ui. 63 lên 1. Ui ui. Cái gì đây? Cái định mệnh cái gì đây? Cái gì đây? Vãi cái linh hồn luôn, 6 hạ 63 lên 1 kìa anh em. Mẹ em mày. Vãi thật sự luôn nhá. Rất là cày, rất là cày luôn. Má. Lên thì mà em lên bé bé luôn đi, lên 6 qua lên 1 phải cái linh hồn nó nhập. Đéo tin được luôn đấy. Cay nhờ. Mẹ. Ui, 63 lên 1 kìa, thề luôn. Phải cái linh hồn luôn, mẹ cày. Trời ơi. Má, vãi thật sự luôn đấy. Nặng 63 ăn tính ăn mừng rồi, mẹ vẫn lên 1 triệu. Chịu luôn. À mày đã thế thì thế này luôn đi. Má bực mình thật sự luôn anh em. Đừng bảo lên 6 nhá. Ok. Em à, pha đấy mà lên 6 nữa thì lạy thầy luôn đấy. Pha đấy mà lên 6 nữa thì lạy thầy luôn. Đéo thể tin nổi anh em ạ. Đéo thể tin nổi luôn. Nhiều khi cầu đi rất là lắt léo. Ui 2, 4, 6 này. Ông thần này lại bệt xỉu này. Tiếp khách luôn. Thích thì chiều luôn. Ok. Ui hơi quá một tí anh em ạ. Ui có khi lên 10 nó lên tài này. Có khi lên 10 lại hồi tài ngay này. Ui biết ngay mà. Sao thế nhỉ? Má quá hấp tấp. Má thật sự luôn, thề luôn. Đéo là tin nổi luôn. Pha đấy mà cũng vào được cái xỉu. Mình nhiều khi đúng thật sự, nhiều khi mình không nghĩ, mình không hiểu trong cái đầu mình nó nghĩ gì luôn đấy anh em ạ. Đã thế còn vào nhiều nữa chứ. Tiếp tục pha 10 củ này. Mẹ em này. Không phải nghĩ ngợi gì cho nó mệt. Đây rồi. Ok. Mẹ em này, của thiên giả địa thôi đúng không? Của thiên giả địa thôi anh em ơi. Rồi ok thì chắc là hôm nay sẽ dừng lại tại đây thôi anh em ơi. Đấy, gọi là một vài kinh nghiệm chơi, nói chung là cũng hơi lủng củng một tí, có một vài cầu nó hơi lủng củng một tí nhưng mà vẫn cứ là ok em nhé, vẫn cứ là ok. Rồi thì hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây thôi. Đường link của con app tài xỉu sáu tám game bài đây, đường link chính là tôi sẽ để ở phần mô tả nhé, anh em có thể vào tham khảo, một trong những con app uy tín nhất thời điểm hiện tại. Ok, chúc anh em gặp nhiều may mắn, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.